Chào bạn. Hai. Theo bạn tên là gì? Tên là mua đồ ảo thuật. Đi mua đồ thật và diễn thật. À. Chào bạn. Bạn đẹp trai. Theo bạn tên là gì? Tết là để nhận lì xì và mua đồ ảo thuật. À. Chào bạn. À. Anh. Chào. Hai người. Chào bạn. Tết để nhậu. À, nhậu à. Thế thì em thấy anh ơi. Chào anh tên là gì? Chào anh tên là đến tiền. Chào bạn. Chào bạn tên là gì? Bạn này có vẻ ít nói nhá. Thôi kệ. Theo em tên là gì? Chào là gì? Chào anh. Theo anh tên là gì? Anh tên là Long. Theo anh tên là gì? Anh tên là Long. Theo anh tên là gì? Anh tên là Long. Theo anh tên là gì? Anh tên là Long này. Long em ạ. Long em nhé. Vâng, chào bạn. Theo bạn tên là gì? Tớ tên Tuấn. Theo bạn tên là gì? Hả? Tết là gì? Tết là gì? Tết là mình trên bờ hoa cây sóc đĩa. Tổ tôm. Tết là đi nhận bài miễn phí. Tết là đi nhận bài miễn phí. Tôi thề Tết là đi nhận bài miễn phí. À, đây là bộ bài miễn phí. Thấy chưa? Không thấy giá đâu. Đây giá là 1.200.000, che mất 2.000 mà vừa. À. Đề nghị bạn nhìn vào máy quay và cười gái. Chào các bạn, tên là gì? Theo tôi tên là lúc để mua quần áo mới. Lắng nghe anh này. Nếu anh đi em, anh không đòi quà. Theo bạn, Tết là gì? Tết là để... Tao bảo là su. Đâu, à là su đâu. Hai ông át du để lại. Còn gì khác không? Đọc nó còn con át rồi. Cố tiên cái gì cũng biết luôn. Không có gì khác nữa. Nhìn thấy không biết. Odin mẹ. Con cái gì? Odin. Odin. Thôi nhá. Thôi rồi, anh đi anh. Ui dô này. Cá. Ui, tưởng gì tướng. Hai này. Theo các bạn, Tết là gì? Theo chúng tôi ấy, Tết ấy, Tết phải là để tập ảo thuật. Tập ảo thuật nghe chưa? Ừ, biết. Theo bạn, Tết là gì? Theo tôi, Tết là để tập xuất sắc. Nhìn này. Nhìn nhá. Chẵn. Á đù. Lẻ đấy. Sẵn tiền. Ok. Đờ mờ. Anh đã thất vọng và đến chết. Theo bạn, Tết là gì? Tết á? Theo tôi, Tết là lì xì. Yo. Theo anh, Tết là gì? Tết là chống dã đám. Kiểm tra tình hình thành viên, nhân viên. Có vẻ tốt. Con los terroristas.
Năm qua em luôn trăng ngoan và nhiệt tình công hiến. Theo tôi, Tết là tổng kết sổ sách. Em nghe đâu công ty năm qua làm ăn có lãi, cứ sao bây giờ chúng em mong chờ vẫn chưa thấy tiền. Một năm qua làm như trâu, thường em đâu xếp. Sắp Tết rồi vẫn chưa thấy tiền. Vợ con em thì đang... Chào anh, theo anh Tết là gì? Theo anh Tết... theo anh chào bạn. À, chào bạn. Ờ. Bạn đang ăn mỏng ấy. Bạn nhìn vào máy quay thì theo bạn. Máy quay ở đâu? Đây 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 đây. Theo bạn Tết là gì? Tết là mệt mỏi. Em vừa không cố ý làm này. Cố ý. Em vừa nói với người em là em vừa không cố ý làm này. Em vừa cố ý làm cái này. Không. Em vừa cố ý làm cái này. Anh hiểu. Em vừa cố ý làm cái này. Em vừa cố ý làm cái này. Em không cố ý làm cái này. Em vừa cố ý làm cái này. Xin lỗi. Em cố ý làm cái này. Anh vừa cố ý làm cái này. 10.000. Chào anh. Chào anh. Tết là gì? Tết đối với các bạn đã đến rất gần. Nhờ đối với tôi Tết sang hẳn cây số. Tết năm nay tôi đi giải. Biết Tết rồi. Sẽ hứa phong quang chúng em mới về. Báo công ty bên kia vẫn đang mời lương cao ngất. Chúng em không về vẫn theo bên này cũng do yêu nghề. Vậy mà nay chào bạn, chào bạn. Tết là gì? Tết là cô em là người bay thôi. Hãy nói bay thôi. Thôi bây giờ xuống đây bay thôi. Không. Để thể sự hẳn đấy. Cùng chửi với anh cùng chửi với cùng vui cùng vui. Chờ đại hoài tăng lương mà có thấy gì đâu. Anh em ta thấy lo âu.